với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất cho ngày hôm nay. Dàn sao Việt tấp nập đến chúc mừng Ngô Kiến Huy trở lại Vbop bằng MV đầu tư nhất sự nghiệp. Kết thúc Chạy đi chờ chi, Ngô Kiến Huy đã chính thức quay trở lại con đường ca hát bằng ca khúc có cái tên vô cùng độc đáo Truyền Thái Y. Tại sự kiện ra mắt MV Truyền Thái Y, Ngô Kiến Huy đã được rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đến chúc mừng như vợ chồng Tiến Luật Thu Trang, Sam, Ốc Thanh Vân, Song Luân, Hiền Hồ, Khải Như, BB Trần, Hải Triều, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Huỳnh Lập, Thiều Bảo Trang, ADG Nam Trương, Ngọc Trai. Vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật, Ốc Thanh Vân có mặt rất sớm để ủng hộ MV mới của Ngô Kiến Huy. Kết thúc chương trình Chạy đi chờ chi mùa đầu tiên, Ngô Kiến Huy đã chính thức quay trở lại với con đường âm nhạc bằng một ca khúc mới toanh với cái tên vô cùng lạ tai, Truyền Thái Y. Sam tinh tế với bó hoa khổng lồ để chúc mừng sự trở lại âm nhạc của đàn anh. Hiền Hồ, Liên Bỉnh Phát có mặt kịp lúc để chúc mừng Ngô Kiến Huy. Huỳnh Lập tạo dáng nhí nhố cùng Ngô Kiến Huy. Không chỉ có cái tên lạ Truyền Thái Y được dự đoán sẽ là một bài hát gây bão thị trường Vbop bởi có sự góp tay của phù thủy hòa âm phối khí Marcel. Ngô Kiến Huy biết đến Marcel bằng những bản phối nổi tiếng như Túi Âm, Buồn Của Anh, Điều Khác Lạ. Không chỉ đặc biệt quan tâm mà trong sản phẩm đánh dấu lần quay trở lại với âm nhạc, Ngô Kiến Huy đã chiêu mộ ngay Marcel để cùng nhau tạo ra một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh để gửi tới khán giả. Song Luân thân thiết bên Hiền Hồ và Liên Bỉnh Phát. Griffin và Khải Như. Thiều Bảo Trang, vợ chồng nam ca sĩ đăng khôi. Sau hơn 3 tháng để hoàn thành ca khúc Truyền Thái Y, Ngô Kiến Huy cũng bật mí rằng ca khúc và MV này sẽ mang đến cảm giác thoải mái giải trí cho người nghe. Ngoài ra, chàng Bắc cũng khẳng định đây là dự án mà anh đầu tư nhất trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Hơn nữa, đây cũng là ca khúc đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Ngô Kiến Huy trong lĩnh vực âm nhạc, nên chàng Bắp đã rất kỳ vọng vào nó. BB Trần, Marcel là những người đồng hành trong MV của Ngô Kiến Huy. Quang Trung, Hải Triều. Addis Nam Trương, khi nhận lời hòa âm phối khí cho ca khúc Truyền Thái Y, Marcel cho biết đây vừa là thử thách của anh và cũng là của chính Ngô Kiến Huy. Đây là dòng nhạc hoàn toàn mới so với những ca khúc trước mà Ngô Kiến Huy theo đuổi. Bên cạnh đó, Marcel cũng nhận lời đảm nhận vai diễn Camel trong MV Truyền Thái Y vì quý mến Ngô Kiến Huy. Anh cũng đặt kỳ vọng Truyền Thái Y sẽ là bản hit thành công của Ngô Kiến Huy trong sự nghiệp âm nhạc. Sau khi tham gia Chạy đi chờ chi, Ngô Kiến Huy đã nhận được sự yêu thương của thêm nhiều người hâm mộ. Vốn xây dựng hình tượng người nghệ sĩ đa năng, Ngô Kiến Huy đã hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực điện ảnh, game show. Và nay, khi quay trở lại với âm nhạc, anh hứa hẹn sẽ mang đến bất ngờ và niềm tự hào mới cho người hâm mộ của mình. Với chất nhạc bắt tai, hình ảnh MV vô cùng hóm hỉnh, tạo nhiều cảm giác vui tươi, thoải mái cho khán giả. Truyền Thái Y được nhiều kỳ vọng sẽ là bản hit đời đời trong sự nghiệp của Ngô Kiến Huy. Cộng hưởng với sức hút đó, nhiều khán giả còn cho rằng Truyền Thái Y sẽ vươn lên top 1 trending YouTube trong một thời gian ngắn.